Kính thưa quý vị khán thính giả của đài Little Sài Gòn TV, chương trình luận đàm thời sự của anh em chúng tôi ngày hôm nay gồm có tiến sĩ Đinh Xuân Quân ngồi giữa và Nguyễn Kim Bình ngồi bìa và tôi là Lê Minh Nguyên. Hôm nay anh em chúng tôi muốn trình bày vấn đề Hoa Kỳ, vấn đề thế giới và Việt Nam. Về vấn đề Hoa Kỳ thì có thể anh Quân có thể chia sẻ về cái tình trạng của cái bản báo cáo của ông Mueller mà ông Bộ trưởng Tư pháp thì đưa ra khoảng 3 trang rưỡi để tóm lược, nhưng mà bây giờ những người trong cái đội hình, trong cái team của Mueller đó thì lên tiếng nói rằng là cái tóm lược của ông Bộ trưởng Tư pháp Barr là không phản ánh cái sự thật của cái báo cáo đó, và một số họ đã ra khỏi cái Bộ Tư pháp, và ra khỏi Bộ Tư pháp rồi thì không thể nào cấm cản họ được trong cái vấn đề chứ cái sự nói năng của họ. Thì anh có thể chia sẻ. Vâng, thì nói chung đó thì là đây là qua một cái bài báo của tờ New York Times. Thì tờ New York Times nói sao? Nói là người ta trong nhiều thành phần trong cái team của ông Mueller không có bằng lòng lắm, bất bình. Bất bình vì người ta cho là cái bản tóm tắt 4 trang của ông ba đó là không có gần sự thật. Và người ta nói đó là ở trong cái bài nói là chính ông Mueller, cái team của ông Mueller đó, cái ekip của ông Mueller đó đã có một bản nghĩa là tóm tắt trên 40 trang. Tại sao không lấy cái đó đưa ra mà là phải từ 40 trang, nghĩa là cái báo cáo là 400 trang. Thì cái tóm tắt của ông Mueller là 40 trang. Mà ông ba rồi cho xuống còn có 4 trang thôi. Thành ra họ bất bình và họ nói nhất là cái phần mà nói gọi là Tổng thống Trump nó ngăn cản về vấn đề mà obstruction of justice. Muốn hỏi anh với Bình, Bình có nghĩ là bây giờ Quốc hội rồi subpoena từ cái bản báo cáo đó full, tức là gọi là không có bị kiểm duyệt, thì có thể được không? Trước hết thì hôm nay mình có cái studio mới để chào đón mùa xuân, thành ra mọi chuyện khán giả nhà nhìn vô màn ảnh thấy có không khí của mùa xuân. Rồi trở lại với cái vấn đề của ông Mueller và cái subpoena bây giờ. Thật ra cả hai bên, ông Barr đó, ông cho đến bây giờ thì ông cũng chưa có làm cái gì gọi là vi phạm cái nguyên tắc của Bộ Tư pháp, là tại vì nó có cái rắc rối á. Đây là một cái cuộc điều tra về vấn đề tình báo. Nó khác với cuộc điều tra ngay cả Watergate hoặc là cái vụ điều tra về Whitewater dưới thời Clinton. Đây là một cuộc điều tra có liên hệ đến những cái hoạt động của tình báo Nga và những cái sự liên hệ gì đó đối với những cá nhân người Mỹ, cho nên nó có nhiều cái chi tiết về mặt an ninh quốc gia trong đó. Thì bổn phận của ông Bộ trưởng Tư pháp đó là ông phải bảo đảm trước khi công bố cái này ra có những cái chi tiết gì cần bảo mật thì nó tiếp tục được bảo mật. Đáng lý ra có một cái sự dung hòa mà hợp lý lắm là nên có một cái buổi điều trần kín trong Ủy ban Tư pháp hoặc là Ủy ban Tình báo của Hạ viện để cho những người có liên hệ vô trong đó điều trần. Và hai ủy ban đó họ có thể họ đọc, nhất là Ủy ban Tình báo, họ có thể họ đọc toàn bộ cái bản báo cáo đó, rồi sau đó họ mới quyết định là công bố thế nào, cái chỗ nào công bố, chỗ nào không. Đằng này ở bên Ủy ban Tư pháp họ nhảy lên trước, họ đã công bố ra hết. Tức là Bộ Tư pháp chứ, bên Hành pháp chứ. Đúng. Ủy ban Tư pháp của Hạ viện thì hiện giờ đang gửi subpoena yêu cầu ông Bộ trưởng Tư pháp phải công bố hết cái bản báo cáo đó ra. Đáng lý ra đó, cái đó là thuộc về thẩm quyền của Ủy ban Tình báo Hạ viện. Họ mới là cái cơ chế mà được quyền coi cái này đầu tiên. Nhưng mà ở đây đó, anh quý vị cũng đừng có quên đó là khi mà gửi cái subpoena ra đó là họ cũng không có bắt buộc liền. Họ nói là cũng có chỗ để dung hòa được, hai bên có thể gặp nhau được, chứ không phải là chỉ có một cái là nhất định phải đưa ra đâu. Cái này thì nghĩa là cũng tương đối là nghĩa là mềm dẻo trong đó cái chuyện này. Đó là một cái lời cảnh cáo gián tiếp, áp lực thôi. Đó là ông làm thì làm, nhưng mà nhớ cho tụi tôi coi những cái phần chính trong cái báo cáo này. Có bỏ bớt thì bỏ bớt đi, giấu bớt đi, nhưng mà đừng có gọi là đi quá đáng. Nhưng mà cái chuyện ông ba đó, bây giờ họ xới ra là hồi thời ông Bush cha đó, thì ông ba ông đã từng là ngăn chặn những cái báo cáo mà để điều tra từ cái vấn đề mà tổng thống Reagan trong cái chuyện Iran Contra, cũng như là cho gọi là
pardon đó, tức là ăn xá, để ông bố cha ông ăn xá rất là nhiều người bị phạm tội trong, và bây giờ đó ông ba đó là ổng là muốn làm bộ trưởng, thành ra ổng không yêu cầu, nhưng mà ổng viết một cái bài phê bình rất dài ông Mueller, do đó được ông Trump bổ nhiệm. Thì coi như là dư luận thì nói rằng như vậy ông Trump ổng handpick, là ổng chọn ông ba lên để mà bảo vệ ổng. Mặc dù nó chưa có cái gì vi phạm, nhưng mà qua cái perception, cái cảm nhận của dư luận thì ông ba là ông muốn bảo vệ ông Trump. Tôi có một cái ý kiến như vậy. Quý vị thấy, chúng ta là ở bên Hoa Kỳ, mà khi nào có đảng cầm quyền đó thì họ cũng cố gắng kéo cái mền về phía cầm quyền. Nghĩa là hiện giờ ông ba là kéo cái mền về cho Tổng thống Trump. Nhưng mà đây là mình hiểu là nước Mỹ là một nước pháp quyền, có luật lệ, do đó cái đảng đối lập đó lúc nào họ cũng moi ra. Thành đó, tôi chỉ lấy một cái ví dụ, tại sao ở bên Việt Nam nó tham nhũng tùm lum hết mà tại sao không có điều tra ra gì hết? Tại vì chỉ có một người thôi, chỉ có một đảng thôi. Còn ở bên này hai đảng thì bên này làm cái này bên kia họ tìm hiểu liền lập tức. Mà ngược lại, nếu mà đảng Dân Chủ cầm quyền thì họ thì sẽ bị đảng Cộng Hòa họ tìm cách để họ moi những cái gì ra. Nhưng thì ở đây mà đó, nó moi ra như vậy đó, thì là ở đây đó mình thấy là cái điều hay, nó có cái điều hay, nghĩa là cái, ở cái xứ Mỹ này nó không có giấu được, không có giấu được. Đó là một và cái theo anh thấy, tức là cái nguyên tắc thứ nhất là check and balance, tức là kiểm soát và thăng bằng nó được áp dụng tối đa. Thứ hai là cái tinh thần người Mỹ là họ bao giờ họ cũng muốn có một cái sự cạnh tranh, để là khi mà một cái đảng mà nắm quyền thì họ muốn cho đảng phát phải nắm quốc hội, phải đúng không? Thì vì vậy đó, bao giờ quý vị cũng thấy là chúng ta thấy có một cái chuyện nói chuyện là bao giờ cũng có cân bằng hết, không có bên nào mà bị vậy đó, không có thể nào mà độc tài được. Bây giờ muốn hỏi Bình nó qua một cái chuyện mà nó cũng kế là quốc hội tại Hạ viện bây giờ đòi subpoena cái 6 năm thuế của ông Trump dựa vào một cái điều khoản mà gọi là obscure, tức là một điều khoản mà rất là cũ mà không ai để ý tới. Thì dĩ nhiên là khi họ dựa vào luật thì có luật thì bắt buộc phải thi hành. Thì cái chuyện mà hiện giờ thì họ yêu cầu IRS, nhưng mà Tổng thống Trump lại lên tiếng thế IRS là vẫn là không đưa. Nhưng mà theo cái nguyên tắc luật thì phải thi hành, thì cái chuyện này có thể là bên Quốc hội có thể lấy được cái hồ sơ thuế 6 năm của ông Trump không? Nói về vấn đề chuyện hồ sơ thuế thì nó lại có liên hệ đến nhiều luật khác nhau, và có thể là những luật đó mâu thuẫn với nhau. Cái luật mà tôi vừa mới nhắc là một cái luật nào từ cái thời thập niên 20 của thế kỷ trước rồi, 1920, gần 100 năm rồi. Nó có một cái điều khoản trong đó nó cho phép cái người, một người duy nhất thôi, là ông chủ tịch Ủy ban Tư pháp của Hạ viện được quyền yêu cầu sở thuế công bố ra một số những cái tài liệu thuế của những cá nhân nào có làm việc cho chính quyền. Cái đạo luật đó được thông qua vào cái thời của Tổng thống Harding hồi thập niên 1920 đó, cái thời mà có một số những vụ tham nhũng nổi tiếng, cho nên đó, lúc đó người dân và dư luận người ta có cái nhu cầu đó. Nhưng mà gần 100 năm nay thì nó lại có một số những cái điều luật khác nó ràng buộc cái sở thuế là phải bảo vệ tất cả những cái tài liệu cá nhân của các công dân, tất cả những người nào khai thuế. Mục đích để làm gì? Là muốn cho người ta khai thuế thành thật thôi. Và chỉ có sở thuế mới được làm việc với người đó. Cho dù người đó là một công dân bình thường hay là một tổng thống, thì ông Trump đang dựa vào cái chuyện đó. Cái chuyện là cái quyền. Tức là cái câu hỏi ở đây là có thể là cái chuyện này là ông, nếu ông Trump ông không có tức là ông Trump không đúng nói là IRS sở thuế không release. Không release ông, cũng không ông được. Ông Jin á, ông có nói là ông không release. Đúng. Thì cái chuyện này phải đưa ra tòa phải không ạ? Không. Nhưng mà tôi nghĩ là cái này đó tôi không đồng ý với quý vị ở đây. Là tại vì đã có precedent. Nghĩa là họ đã bắt ông Nixon đưa cái thuế của ông Nixon ra. Nhiều người ra chứ đâu có phải là chỉ có ông, cái vấn đề này không? Trường hợp Nixon á là ổng, đó là trong thời Watergate không ạ? Ông chưa công bố ra. Cái lúc mà phó tổng thống của ông Nixon thì bị là vì có liên hệ đến một cái vụ tham nhũng đã trở thành một nghi can rồi, ra tòa rồi thành ra mới bị xét. Nhưng mà dù muốn dù không đó, ở đây đó cái chuyện này nó không có phải là lần đầu tiên mà ông bị đó, nhiều người đã bị rồi và cái chuyện này đã xảy ra rồi, thành ra khó. Ông Trump cũng có một cái strong case ở chỗ này,
tất cả những cái gì mà chuyện bê bối nếu có, hay là những cái gì rắc rối về thuế má của ông á, đã xảy ra trước khi ông làm tổng thống. Cho nên lúc đó là vẫn là một công dân. Thì cái lúc mà ông ký, bất cứ công dân nào gì ký vô cái phong thuế, gửi vô sở thuế, thì trong cái mẫu thuế nó cũng có nói rồi là sở thuế tôn trọng cái privacy, sẽ không bao giờ release những cái chi tiết này ra cho bất cứ cơ quan nào nếu không có sự đồng ý của người khai thuế. Cảm ơn Bình. Kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời mãi, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.